A Di Đà Phật. Hôm nay thiện nhân cùng với huynh đệ có chuyến đi về thăm nghĩa trang Thai Nhi và mình đặt máy niệm Phật tại nơi đây. Hôm nay tại nghĩa trang bị bỏ hoang này thì huynh đệ của mình phát hiện thêm một mộ Thai Nhi mới bị chôn chắc khoảng được 2 ngày. Cũng giống như mọi lần thì huynh đệ tới thì mình sẽ bày biện ra chút ít bánh trái để mình gửi đến cho các con, vệ sinh lại cái nơi ở của ngài địa tạng cũng như là nơi ở của các con, trang nghiêm lại nơi này chút xíu, thắp một nén nhang, ít bánh trái và mình đặt ở nơi đây hai máy niệm Phật năng lượng mặt trời. Trong cái chuyến gieo duyên vừa rồi thì mình đặt ở đây hai máy năng lượng mặt trời, mình sẽ tiếp tục đặt thêm máy năng lượng mặt trời ở nơi khác, nhưng mà do duyên sự thiện nhân chưa có thời gian để đi đến nơi khác, và năm máy năng lượng mặt trời sẽ được gieo duyên về chùa. Xin báo cáo tại nơi đây luôn để cho quý vị được rõ nha. Dạ em lấy cọng dây em cột nha. Rồi, đâm súng luôn. Cột lên cây đi em. Ở đây mưa gió nó cuốn đi hư hết nữa rồi sao? Nghe không? Thở xiết chưa?